Thôi tụi trốn đi. Đi tụi trốn. Còn cho mượn cái này trốn được không? Trời ơi, đâu rồi, đâu rồi. Mới thấy thằng đó ở đây mà nó đâu rồi. Bạn, cho mình hỏi là bạn có thấy ai mới chạy ngang qua đây không? Cảm ơn bạn trai. Đi đây chưa? Jesus! Đi xàm gió rồi phải không? Đâu có đứng tầm đó đâu. Đây. Không phải. Tại sao? Không phải. Trời, không phải đâu mà phải đó đâu. Tại sao vào tiệc hóa trang mà không hóa trang? Để cái mặt trống không này. Tôi không có ý định đi tiệc đâu. Tôi về nha chị. Cái này dùng được này. Thôi, tôi không có định đi tiệc hóa trang đâu. Ở đây chơi nha. Anh. Cái này quá trang được. Không lẽ trong cái bữa tiệc này mà không có thì nó kỳ. Bạn trai với bạn gái có thể cho bạn Trực đứng đây nói chuyện chút xíu được không? Ủa? Sao tay em rung quá vậy? Em bị giật kinh phong. Có gì cơ vậy? Em nói là lạnh quá. Máy lạnh đây nhiều quá. Lạnh quá hả? Lạnh. Mà sao tay cũng rung thế? Anh bị phong lồng gánh. Anh bị lạnh ở đây lạnh. Lại đi kiếm chỗ khác cho nó đỡ lạnh hơn đi. Đi. Đứng lại. Chào hai bạn người nước ngoài. Hello. Hai bạn có thể nói tiếng Việt không? Có đúng không bạn? Bạn lột ra đi bạn. Chị hai. Chị đâu vậy? Thì tại lúc đấy chị nói là ở nhà chơi với chị mà em đi đâu mất tiêu là em đi đâu đây? Em đi tắm chứ em đi đâu trời? Chứ sao đi tắm không nói với chị? Chị đâu? Trời em đi. Trời đất ơi. Hai người giải quyết chuyện nội bộ nha. Tôi đi trước. Đứng lại. Sao? Làm gì đi lẹ vậy? Chào bạn. Nhìn bạn trông quen. Lột ra. Chào bạn. Lột ra. Hai. Mày đứng lại đi. Đi đây, đi ra đây. Chuyện gia đình chúng ta giải quyết ở một góc thôi. Bạn hả? Bạn em. Sao kể lại cho chị nghe xem nào? Có nghĩa là nãy lúc mà chị hai chuẩn bị đi chơi là cái lúc em đang đi tắm đó, và tới khi đó đó là chị đi rồi đó, là nó vô nhà mình nó lấy đồ em nó giục nó. Tại sao vậy hả? Trả lời coi. Tại sao đối xử với tao như vậy? Mày là một người bạn xấu, mày là một người bạn chơi không đẹp. Em trông người ta như thế này mà em kêu người ta xấu à? Luôn thôi chứ không xấu. Nó xấu ở đây là xấu cái gì? Xấu cái tính tình. Bạn bè gì kỳ cục vậy? Qua nhà tôi chơi được rồi, tại sao gom đồ của tôi đi giục hả? Không, làm sao vậy? Không, bạn bè mà chơi xấu nhau. Không. Dạ bye bye anh chị, xin lỗi anh chị, giờ hẹn gặp lại anh chị. Chị không tin một người đẹp như thế này có thể làm được những chuyện xấu như thế. Đúng rồi, anh chỉ lùng thôi chứ anh không có xấu. Em biết mà. Lần đầu tiên anh gặp em là anh cảm thấy thích em rồi. Vậy là anh đưa em đến một nơi bến bờ hạnh phúc nha. Được. Tôi giả vô đầu liền, nó đi tôi giả một cái chà hai cái đầu ụp xuống đây bằng cái mặt đường luôn đó. Đi cái gì? Bạn bước ra đây bạn giải thích cho tôi nghe tại sao bạn giục đồ của tôi. Thì hồi nãy lúc nãy là có qua nhà chơi. Xong rồi thấy bịch đồ trên bàn đó, rồi coi xong rồi giục đó. Coi xong giục. Tại sao vậy? Coi thôi được rồi, mất tới gì giục đồ người ta. Chưa, thì tôi cũng có vô nhà ngồi chơi, xong rồi tôi thấy có bịch đồ trên bàn. Tại vì tôi thấy nó là chỉ là bịch rác nên tôi giục. Thì đó, bịch rác mà. Ai nói đó là bịch rác? Cái đó là đồ của em làm cho bạn gái em đi nhân cái dịp cái ngày lễ hóa trang. Chứ mất mới gì? Trời quá giục đồ. Chị đánh người ta bà nhiều đánh nhất nhiều nhất, bà đánh nhiều nhất. Bị liều mà. Trời ơi. Đồ tặng bạn gái gì đó chỉ là mấy cái lõi giấy thôi à. Mấy cái lõi giấy mà xem. Đúng là rồi. Cái đồ đi hóa trang. Ủa lõi giấy cũng hóa trang được hả? Được chứ. Đâu biết đâu, nhìn vô tưởng rác đem đi giục giùm. Thôi không sao. Em sẽ làm lại. Em sẽ làm lại đồ hóa trang cho nó để cứu anh. Được không? Được. Nguyên liệu gồm có lõi giấy, ri băng trang trí, keo hồ, que tre dài, cọ và sơn màu, giấy màu, kim tuyến, nón công chúa. Đầu tiên ta cắt lõi giấy thành hình vuông miện như thế này, rồi bắt đầu phủ màu lên cho chiếc nón. Bạn nên chọn những màu sắc phù hợp cho nữ nhé. Sau khi màu khô, ta phết một lớp keo bên ngoài để giữ màu. Trước khi keo khô, ta rắc những hạt kim tuyến đã chuẩn bị lên trên đỉnh nón để tạo điểm nhấn. Khi đã xong, ta quấn một đoạn ri băng bên ngoài và làm dây đeo cho nón.
Bây giờ là đến công đoạn làm đũa phép nào. Ta cắt hai mảnh hình ngôi sao lên giấy để làm đũa phép. Sau đó dán chồng lên thanh tre đã chuẩn bị. Đợi khô và trang trí thêm một số dây ruy băng trước khi dán mảnh còn lại của ngôi sao lên trên. Vậy là xong. Đấy, của em đây. Ôi, đẹp chưa? Nung ninh lắm. Ừ. Em chị là con trai đấy. Chị nghĩ sao chị làm cái này, chị cho con gái mà. Em thế em bảo là tặng bạn gái thì chị làm mô hồng cho bạn gái em mà. Đúng rồi. Quên quên tặng bạn gái. Sao cũng vừa lòng. Nhưng mà chị làm cho bạn gái em không, sao chị không làm cho em? Em là em chị chứ bộ. À, muốn làm cho em đúng không? Đúng rồi. Đơn giản, chị làm luôn cho. Ok. Nón hoàng tử. Cách làm như sau. Bước 1, ta đặt lõi giấy lên một mảnh giấy màu đen và đo kích thước đáy lõi giấy. Vẽ một hình tròn lớn hơn bao quanh diện tích vừa vẽ lên giấy rồi cắt ra. Phần này sẽ dùng làm vành nón. Bước 2, đợi keo khô, ta cắt thêm một mảnh giấy tròn nữa để che đi miệng nón. Rồi bắt đầu sơn màu lên cho bên ngoài lõi giấy. Bước 3, dùng một đoạn ruy băng trang trí lên vành nón để tạo kiểu và che khuyết điểm. Bước 4, cắt thêm một đoạn ruy băng và dán vào bên trong miệng nón để làm dây đeo cho nón. Giờ thì ta bắt đầu làm đũa phép thôi. Cắt hai mảnh giấy hình chiếc dâu ngộ nghĩnh đáng yêu như thế này, rồi dán chồng lên hai mặt của chiếc que. Đợi khô, ta phết một lớp màu lên tre nữa là xong. Đã hoàn thành được hai bộ hóa trang cho cả bạn gái và bạn trai chỉ trong tích tắc phải không nào? Tuy đơn giản nhưng lại rất xinh xắn. Các bạn sẽ cảm thấy thật thú vị khi sử dụng bộ hóa trang để tham gia lễ hội năm nay đấy. Vừa tiết kiệm lại vừa sáng tạo, hãy làm ngay cho mình và bạn đồng hành một bộ hóa trang đi nào! Đấy, đẹp chưa, đẹp chưa? Quá đẹp dai. Đây là ít nhất là phải như vậy chứ. Đúng. Nè, mấy mốt qua nhà người ta chơi là không phải cái gì cũng dục được đâu nghe chưa. Lần này là có chị tôi tha đó. Mốt qua nhà tôi chơi mà thấy mấy bịch đen đen mà dục nữa là tôi quăng ông xuống lầu như cái bịch đó luôn. Ủa đâu? Đâu có dục bịch đen. Chứ dục bịch gì? Dục bịch màu hồng mà. Cái gì? Mấy cái bịch màu hồng hồng để trên bàn á. Màu hồng này. Đúng rồi. Trời ơi, đây là cái bịch của tôi, mỹ phẩm đắt tiền tôi mới mua. Đúng rồi. Cái nết con này dục bày đi quýnh là đúng rồi. Đừng quay lại.